Điện toán đám mây là mô hình cung cấp các tài nguyên máy tính cho người dùng thông qua Internet. Nguồn tài nguyên này bao gồm rất nhiều thứ liên quan tới điện toán và máy tính, như phần mềm, dịch vụ, phần cứng, và sẽ nằm tại các máy chủ ảo đám mây trên mạng. Người dùng có thể truy cập vào bất cứ tài nguyên nào trên đám mây vào bất kỳ thời điểm nào và ở bất kỳ đâu, chỉ cần kết nối với hệ thống Internet. Với điện toán đám mây, người dùng không phải cung cấp tài nguyên quá mức để xử lý các hoạt động kinh doanh ở mức cao nhất trong tương lai. Thay vào đó, chỉ cần cung cấp lượng tài nguyên thực sự cần. Người dùng có thể tăng hoặc giảm quy mô của các tài nguyên này ngay lập tức để tăng và giảm dung lượng khi nhu cầu kinh doanh thay đổi. EasyLab là cơ sở khai thác thế hệ mới. Chúng tôi sử dụng các thiết bị công nghệ mới nhất và lựa chọn vị trí tốt nhất để giúp cho các nhà đầu tư truy cập dễ dàng, khai thác trên nền tảng điện toán đám mây. Chúng tôi tự tin có đầy đủ khả năng và đủ tâm để có thể quản trị đa kênh cho thương hiệu khách hàng, phát triển bền vững và tạo đột phá. Có được sự thành công như ngày hôm nay, EasyLab đã nhờ vào 3 giá trị cốt lõi. Cốt lõi thứ nhất, luôn cố gắng giải quyết các vấn đề mà khách hàng gặp phải và tìm cách giải quyết giúp khách hàng đem lại hiệu quả đầu tư tốt nhất cho khách hàng của mình. Cốt lõi thứ hai, khi đã là khách hàng của EasyLab thì mỗi nhân viên trong công ty đều chính là nhân viên chăm sóc khách hàng. Cốt lõi thứ ba, EasyLab là tập hợp những tài năng đến từ trong và nước ngoài nhằm phục vụ khách hàng một cách tốt nhất. Đây cũng là một trong những cốt lõi quan trọng giúp EasyLab có chỗ đứng vững vàng trong tâm trí khách hàng. Bên cạnh đó, chúng tôi luôn cố gắng giải quyết các vấn đề mà khách hàng gặp phải và đem lại hiệu quả đầu tư tốt nhất cho khách hàng của mình. Cùng với sự phát triển của nền tảng điện toán đám mây, EasyCloud là một trong những doanh nghiệp đang cung cấp dịch vụ nền tảng điện toán đám mây tại thị trường Việt Nam. Mô hình này khai thác sức mạnh điện toán mới, an toàn hơn, nhanh hơn và rẻ hơn, được đánh giá là một trong những mô hình thành công của công nghệ blockchain trong tương lai. Mình thấy việc khai thác tài nguyên trên nền tảng điện toán đám mây EasyCloud có rất là nhiều tiện lợi. Đó là EasyCloud sẽ đứng ra thiết lập một cái mạng lưới khai thác, điều phối các hoạt động cho người dùng. Mình không cần phải đầu tư cho hệ thống phần cứng và hoàn toàn có thể khai thác ngay mà không cần tiến hành setup. Về cái tốc độ khai thác rất là ổn định, không cần phải đầu tư cho chi phí bảo trì và vận hành hệ thống. Có thể thấy việc khai thác trên nền tảng đám mây là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn khai thác mà không cần phải xử lý tất cả các yêu cầu kỹ thuật và phần cứng. Chính vì vậy, điện toán đám mây sẽ được ứng dụng phổ biến hơn nữa, dự tính sẽ bao phủ toàn bộ thị trường trong thời gian tới.